Hôm nay chúng ta sẽ học các thành viên trong gia đình mình nhé. Ông. Ông. Bà. Bà. Bố. Bố. Mẹ. Mẹ. Anh. Anh. Chị. Chị. Em bé. Em bé. Chúng ta cùng học lại tên các thành viên trong gia đình lần nữa nhé. Ông. Ông. Bà. Bà. Bố. Bố. Mẹ. Mẹ. Anh. Anh. Chị. Chị. Em bé. Em bé.